Vọng Giang Nam, quyển hạ, chương 16, cúi đầu do dự. Ngược lại hoàn toàn, bản vương đang nghĩ, những ngày bình yên thế này, dù có hay thật, nhưng lúc nào cũng có thể kết thúc. Tiếc rằng thời gian vụt đi quá nhanh, muốn giữ lấy cũng không giữ được. Giọng gã rõ lợn cợn cả u oán, làm y cũng phải bật cười. Buồn cười lắm hả? Y thong thả đáp, Lưu Quang dễ rời bỏ người, nhưng chỉ cần người trọng yếu còn tồn tại, ngày tháng yên bình rồi sẽ lại tới, cần gì phải tự luẩn quẩn. Gã nói, ngày lành dễ có, người thương thì chưa chừng. Y hừ lạnh, không thèm nói nữa. Dược Tuyền không phụ tiếng tăm của mình, ngâm xong quả nhiên thấy có chút hiệu nghiệm. Chu Kỳ thấy cả người khoan khoái hẳn ra, ngay cả bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiên Viên Phù cũng kiêu hùng phấn chấn, giục ngựa ra roi cứ như lã bố tái sinh. Vương gia, giờ chúng ta đi đâu đây? Xem chừng như gã không có ý hồi phủ, y cũng hiếu kỳ hỏi thăm. Gã cúi đầu cười, tới rồi sẽ biết. Chu Kỳ hoảng hốt nhìn quang cảnh trước mắt, bước chân chôn tại chỗ. Trước mắt là một gò đất không cao, bên trên có xây hai tòa cung điện. Người xuất thân thế gia như Chu Kỳ nhìn là biết, một tòa là Hiến Cung, một tòa là Hạ Cung. Hiên Viên Phù nhẹ nhàng nói, đây là nơi vùi cốt của bản vương. Tiết Trùng Dương cũng là ngày tế tổ, Hiên Viên Phù dẫn y tới đây, tất nhiên có dụng ý khác. Y mấp máy môi khẽ nói, vương gia tế tổ, ta ở đây không hợp quy chế. Vỗ nhẹ lên vai y, gã thản nhiên bảo, vào cùng bản vương. Bất đắc dĩ, Chu Kỳ đành phải theo gã đi vào trong Hiến Cung. Chỉ thấy trên bàn thờ gỗ tử đàn đặt lẻ loi một đôi bài vị. Có mấy vị hiến quan đã chờ từ lâu. Hiên Viên Phù liếc nhìn ý bảo bắt đầu. Một viên chấp sự trong số đó bước ra, cầm một chiếc khăn tơ trắng thả vào thau đồng trên bàn. Viên chủ trì đặt nó lên bàn thờ, sau đó dâng ba chén rượu. Chu Kỳ đứng một bên trông thấy mà kinh ngạc không thôi. Đã bỏ qua lễ nghênh thần, từ tế khăn tới dâng ba món lễ vật cũng chỉ kéo dài có vỏn vẹn một nén nhang. Dù là phú hộ bình thường thì nghi thức tế tổ cũng nào có sơ sài như thế. Nhóm hiến quan vừa lui ra, Chu Kỳ đã phản đối kêu lên, vương gia. Không biết gã lấy đâu ra hai tấm đệm hương bồ, dùng tay áo phủi đi lớp bụi mỏng bám bên trên, ý bảo Chu Kỳ ngồi xuống. Có phải ngươi đang nghĩ vì sao bản vương lại ngỗ ngược bất hiếu đến thế không? Y không lên tiếng đáp, đôi mắt dùng trước hai tấm bài vị trên bàn thờ. Gã thảm đạm cười. Phụ vương, mẫu phi đều hoang thệ khi bản vương còn nhỏ. Giờ ngẫm lại, hai người họ sống được mấy ngày an nhàn thư thái ở Trường An, còn lại đều gian truân khổ cực. Rồi khi bản vương kế vị, đóng quân khai khẩn Lương Châu, huấn binh luyện sĩ, tất cả đều làm theo di chiếu của tiên phụ. Chu Kỳ nhẹ nhàng nói, vương gia đã làm rất tốt, 10 năm hay 100 năm sau, nhất định quân dân Lũng Tây đều ghi tạc công đức của vương gia. Gã dùng miếng vải từ tốn trà lau từng tấm bài vị, trên mặt là vẻ mờ mịt, rồi lại lẩn khuất đâu đó có cả bất cần. Bất hiếu có 3, vô hậu là nhất. Với phụ mẫu, bản vương là bất hiếu. Với triều đình, bản vương bàng quang, uy hiếp kinh thành là bất trung. Với con dân, bản vương giết người như ma, tổn hại sinh linh bá tánh là bất nhân. Với thuộc hạ, bản vương an phận ở Tây Bắc, không mưu cầu tiến thủ là bất nghĩa. Nói xong một mạch, gã cười đến thê lương. Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Trên đời người có thể làm được tất cả đếm trên đầu ngón tay. Cuộc đời này của bản vương coi như đáng giá. Y nghe không vào, phản bác. Làm gì có chuyện đó, sao vương gia cứ coi nhẹ bản thân? Gã xua tay, buông vải,
đặt bài vị trở về chỗ cũ. Nửa đời trôi đi, ai đúng ai sai, bản vương rõ hơn ai hết. Gã ngồi xuống bên y, lòng bản vương vẫn biết, cả đời này chỉ có hai người là bản vương có lỗi nhất. Một là phụ vương, hai chính là ngươi. Y nhíu mày, vương gia, không phải ta đã nói chuyện giữa chúng ta. Gã vươn tay như muốn ngừng lời y đang nói, rồi lại chững giữa không trung. Thiếu nợ ngươi là thiếu nợ ngươi. Tháng năm còn dài, bản vương có thể từ từ trả. Về phần phụ vương, bản vương cũng không tin vào kiếp này kiếp khác. Tất cả những bất hiếu trước kia, e là đời này muốn trả cũng không trả được. Gã thở dài, nếu có thể dẹp yên đột quyết, phụ vương dưới cửu tuyền có lẽ cũng được an ủi phần nào. Còn không, ông có thác thiêng, bản vương còn mặt mũi đi gặp ông nữa. Y im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới gian nan cất lời. Kỳ thật, vương gia đang độ trai tráng. Nếu bây giờ nạp phi sinh tử, nhất định vẫn còn kịp. Mai sau lập chiến công, uy hiếp Man Di, nhất định dưới suối vàng Tiên Tĩnh Tây Vương cũng sẽ mỉm cười. Vương gia cũng lưỡng toàn trung hiếu. Gã cúi đầu mỉm cười. Phượng Nghi, con người bản vương, người cũng biết, trông thì có vẻ ương ngạnh vô lễ, kỳ thật còn cố chấp gấp mấy lần người thường. Đã biết rõ rồi thì có chết cũng không đổi, dù có đụng phải tường cao ngang lối cũng nhất quyết không quay đầu. Bất kể sau này ngươi có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, bản vương đã chọn ngươi thì sẽ không còn muốn tâm tư nào khác. Gã nói thật thành khẩn, làm nhất thời y cũng không biết phản ứng ra sao. Lại nghe thấy gã thì thào hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bản vương nạp phi sinh tử ư? Y chua chát vặn lại, chẳng lẽ thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con không phải đạo lý đúng đắn của người đời sao? Gã lẳng lặng nghe, tâm can lại quặn đau từng hồi, vậy mà vẫn cố gắng trêu đùa y. Vậy nên sang năm Phượng Nghi muốn lấy một kiều nương, năm sau có thêm một công tử. Lòng dạ y cũng khó chịu không thôi, một lúc lâu sau mới nghẹn ra từng tiếng. Đại ca có để lại con nối dõi, ta có thành thân hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng dù sao, vương gia cũng là huyết mạch cuối cùng của Tĩnh Vương Phủ ở Lương Châu. Sắc mặt y tái nhợt, khi nói còn không tự giác cúi đầu nhìn mặt đất, móng tay cũng day day bóp lên từng đốt tay. Quen biết mười mấy năm, gã biết khi y nghĩ một đằng nói một nẻo thì có dáng vẻ như thế. Chậm rãi mỉm cười, gã nói, con cháu hiên viên ta rất đông. Ta thấy địa vị của thái tử trong triều đang vững như bàn thạch. Sau này chỉ e hoàng trưởng tử cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp gì. Hay là cho cháu trai của ngươi đi. Nếu ngươi đồng ý, bản vương sẽ nhận nó làm con thừa tự cho đảm đương Tĩnh Tây Vương, được chứ? Chu Kỳ sững người, nhìn gã một cách khó tin, sau cuối mới lắc đầu. Cứ để nó tránh xa những tranh đấu trốn cung đình thì hơn, cũng đỡ cho Chu gia ta cây to đón gió, sau này không khéo lại thành mầm tai vạ. Gã không bận tâm bảo, này không lo, bản vương sẽ tìm cơ hội gửi một phong thư thương lượng với nhị ca. Nếu hắn đồng ý, bản vương liền dâng tấu lên triều đình. Ta nghĩ rằng thằng cháu hoàng đế của ta kia cũng không phản đối đâu. Rời xa triều đình nhiều năm, y không còn nắm rõ tình hình chốn hậu cung thế nào nữa. Trước chỉ nghe Tào Vô Ý có thoáng nhắc qua, nói thái tử không được trọng dụng, sau này có bị phế thì chỉ e hoàng trưởng tử do tộc muội sinh dục, cũng là một trong số những người được tuyển chọn. Đến lúc đó, Chu gia có muốn cũng không thoát khỏi liên can. Hỗn loạn rối bời, đắn đắn đo đo, rồi mới đây thôi còn khuyên bảo hiên viên phù là phi sinh tử, giờ này cũng bị y quên quá nửa mà quăng đi đâu rồi.
Đột nhiên y nhướng mày nhìn gã hỏi: "Ngươi vừa gọi nhị ca ta là gì?" Gã xuề xòa đáp: "Ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ, nhị ca ngươi cũng là nhị ca ta." Y tức mà phì cười, nhắc đến Chu Quyết lại nhớ mấy năm chua xót, trong lòng y cũng phiền muộn theo, dẫn cả theo nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Hiên Viên Phù lại nói: "Bản vương thấy nhị ca ngươi trông thì dường như mấy năm nay không đoái hoài tới ngươi, nhưng thực chất thì lo lắng cho ngươi nhiều hơn ai hết. Sau này bản vương có gặp hắn một lần, lúc ấy liền nhận ra ngay, kỳ thật bụng dạ hắn còn sâu xa hơn Cố Bình rất nhiều." Y cười: "Cố Bình là người thành thật, làm gì có bụng với dạ gì đâu." Gã lắc đầu: "Ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Nói về nhị ca ngươi trước đi, trông thì tưởng hắn là loại phong lưu bất kham, phóng túng bất trị, nhưng bản vương lại thấy tâm tư hắn rất nặng, dường như lúc nào cũng không vui. Có rảnh thì ngươi nói chuyện khuyên giải hắn nhiều hơn xem." Chu Kỳ kinh ngạc nhìn gã, sau mới lắc đầu đứng dậy: "Vương gia, sắc trời không còn sớm, chúng ta lên đường hồi phủ thôi." Chương 17: Cô quạnh sau phân ly. Chớp mắt cái đã cuối tháng 11, cách ước hẹn nửa năm Hiên Viên Phù đưa ra chỉ còn 20 ngày. Đại tuyết tung bay, che trời lấp đất, toàn bộ Lũng Tây bị một màu trắng tinh bao phủ, đường phố vắng tanh vắng ngắt. Ngồi trong xe ngựa, Chu Kỳ lạnh tới nỗi cả người run lên bần bật, ấm lâu trong tay cũng chả cải thiện được bao nhiêu. Hiên Viên Phù cởi áo choàng trên người khoác lên cho y, cười nói: "Tây Thục cũng có phải bốn mùa như xuân đâu, sao người sợ lạnh hơn cả trước kia vậy?" Y đáp, miệng nhả ra từng đợt khói mờ nhờ nhờ: "Vương gia thì sinh lực long mã, oai hùng khái thế rồi, Chu Kỳ chỉ là thất phu yếu đuối, sao sánh được với ngài." Gã bật cười: "Sao lại đổ lên đầu bản vương?" Nói vậy nhưng khóe môi gã vẫn cong lên, không có vẻ tức giận. "Mà nói đi thì phải nói lại, chẳng phải hôm nay chính ngươi muốn đi ngắm phi tuyết trên cát gì đấy hay sao?" Y lườm gã, chỉnh lời: "Minh Sa tẩu tuyết." Gã cười lành ỡm ờ đáp: "Rồi, Minh Sa tẩu tuyết thì Minh Sa tẩu tuyết, dù sao cũng là lần đầu tiên bản vương nghe thấy." Y co do người: "Khoảng 100 năm trước có một nhà đại hiền tự gọi mình là Vô Danh, viết một bản kỳ thư tên là Sa Châu Đồ Kinh. Trên đó có tất tần tật từ thiên tượng của Lũng Tây tới đền miếu thờ di tích. Còn có cả tranh minh họa, trước kia khi còn ở Cô Tô ta có từng đọc qua." Thấy trên môi y khô nứt, gã lập tức rót thêm trà nóng đưa cho y. Chu Kỳ run tay tiếp nhận, nói tiếc: "Bản kỳ thư Sa Châu Đồ Kinh có vẽ lại một cảnh tượng thế này. Cát chảy vô định, khi thì đột nhiên hun hút như đáy cốc, khi thì đùn lên cao như gò núi, đỉnh nhọn như ngọn vót, khói tỏa như tranh, chiều tà bát ngát. Mấy hôm trước thời tiết mát mẻ, ta dẫn Tố Huyền đi ngắm thử xem, quả nhiên là thiên nhiên tạo hóa, danh bất hư truyền." Gã cười bảo: "Thế nên hôm nay ngươi mới tự dưng nổi hứng muốn đi xem cảnh tuyết hở?" Nụ cười ôn hòa cùng với nét mặt cương nghị chả xứng nhau tẹo nào, Chu Kỳ trông thấy cũng chẳng nhịn nổi cười: "Cứ coi là thế đi, thi thoảng cũng phải ra ngoài hít thở khí trời chứ." Hai người ở lại Minh Sa Sơn hai ngày, sau đó lưu luyến mạo hiểm mưa tuyết trở về Lương Châu. Đang trên đường đi bỗng nhận được trinh sát tới bẩm báo: "Vương gia, Thứ sử Thiện Châu cầu kiến, ngày mai sẽ tới." Hiên Viên Phù nhíu mày: "Đang thái bình tịnh trị, hắn tới làm gì?" Viên trinh sát trộm nhìn sắc mặt gã, thận trọng thưa: "Hình như là có chuyện quan trọng, hắn còn dẫn theo cả người ngựa, ước chừng 100 người." Phất tay cho người lui xuống, Hiên Viên Phù quay lại nhìn Chu Kỳ: "Thứ sử Thiện Châu cũng là quan tứ phẩm, lại dẫn theo cả 100 người xuất hành, Phượng Nghi có thấy lạ không?" Y trầm ngâm trong chốc lát thở dài:
Từ trước tới nay hắn vẫn sùng bái vương gia, chắc không gióng trống khua chiêng khiêu khích đâu. Có điều nếu có người mượn danh nghĩa của hắn, vậy chứng tỏ đó là một nhân vật tai to mặt lớn, có chức quan to hơn hắn, muốn tìm vương gia ôn lại chuyện xưa. Không muốn phô trương thanh thế nên xe nhẹ người thưa tới đó mà. Gã cười khẩy, xe nhẹ người thưa. Vẻ mặt gã âm tình khó đoán, đáy mắt lại nhoáng lên vẻ ngoan lệ. Chu Kỳ trông thấy mà hoảng hồn, ho nhẹ một tiếng. Vương gia. Gã vội đổi tâm trạng, cười bảo, có khách phương xa tới, Tĩnh Vương phủ ta từ trước tới nay đều lễ phép tiếp đãi, lấy đạo lý khuất phục người, dù là ai thì cũng lấy cơm nóng rượu ngon ra thiết đãi. Chu Kỳ nghe vậy chỉ oán thầm, lấy lễ tiếp người cái quái gì, có mà tiên lễ hậu binh thì có. Xuất hành có thể dẫn theo mấy trăm người mà không trái pháp chế, kẻ có thể làm được điều này, ít nhất y cũng quen biết tới năm. Vô luận là ai thì lần tái kiến này cũng khó tránh khỏi bối rối. Chu Kỳ cười khổ. Hôm sau, Hiên Viên Phù phái Tư Mã Giai cùng quan lại các cấp Lương Châu ra cổng thành đón chờ. Bản thân gã thì cùng Chu Kỳ đứng lên thành lâu nhìn xuống. Chưa tới giữa trưa, quả nhiên có tiếng trống nổi lên, một đoàn người nối đuôi nhau chậm rãi đi vào, tư thái oai phong. Thấy thế, vừa thấy Hiên Viên Phù đã nhận ra, dẫn đầu là xe ngựa của thứ sử Thiện Châu, mà theo sau là một nóc miên kiệu, bọc vải sắc đỏ, đỉnh kiệu nạm bạc, tám người khiêng, so với kiệu liễn thông thường thì có vẻ thoải mái hơn nhiều. Dân chúng đương triều thấy xe ngựa xuất hành, chỉ có hoàng thân hiển quý mới dùng kiệu người nâng, vậy thân phận người này càng sáng tỏ hơn. Đoàn xe chậm chạp dừng lại, thứ sử Thiện Châu xuống xe hàn huyên với quan lại Lương Châu một lúc, chủ nhân của miên kiệu lại chưa hề lộ diện. Lần thứ hai khởi giá, có người gõ chiêng, Chu Kỳ tái mặt đếm. Một tiếng, hai tiếng, sáu tiếng, bảy tiếng, mười tiếng, mười một tiếng. Chi huyện xuất hành, chiêng gõ bảy hồi, quân dân nhường đường, thứ sử xuất hành, chiêng vang chín tiếng, quan lại quân dân nhường đường, chiêng kêu mười một, vô luận là quân dân, quan chức lớn nhỏ, tất cả đều phải nhường đường, vì đó là nhất phẩm đương triều, tam tỉnh tể tướng. Hiên Viên Phù cười khẩy, xe nhẹ người thưa, bản vương thấy hắn tới thị uy thì đúng hơn. Chu Kỳ ngây dại, ngẩng đầu nhìn gã. Ngươi nói xem, người tới là Cố Bình hay nhị ca ta? Gã nghĩ một lúc, thở dài, là ai đi chăng nữa, bản vương cũng phải chịu đựng cả. Hiên Viên Phù quyết định tiếp kiến người tới ở Vũ Đức Điện. Trước đó, gã gọi Tư Mã Giai Trần Nhân Hoài tới thám thính. Người kia lai lịch thế nào? Gã hỏi thẳng vào vấn đề. Trần Nhân Hòa cân nhắc đáp. Nói sao nhỉ? Thứ sử Thiện Châu rất kiêng nể người này, chứng tỏ đó phải là cựu thần Đông Cung. Hiên Viên Phù cười lạnh. Quan nhất phẩm trừ Triệu Tử Hy ra thì ai chả là cựu thần Đông Cung? Bản vương với Triệu Tử Hy không thù không oán, hắn sẽ không dưng tới gây chuyện. Ngươi có thấy người trong kiệu không? Trần Nhân Hoài lắc đầu, không thấy, nhưng nghe tiếng thì có vẻ khá trẻ. Gã nhíu mày truy hỏi, áo giáp hộ vệ bên hắn có trang trí vật gì? Chỉ. Hiên Viên Phù nhìn về phía y, vẻ mặt thảm đạm. Nếu là Cố Bình xuất hành, nhất định bệ hạ sẽ cắt cử Ưng Dương hộ vệ đi theo. Phục sức là ưng, chỉ là dấu hiệu của Kim Ngô hộ vệ. Người thích dùng những người này phần lớn là con cháu quyền quý. Chu Kỳ còn chưa kịp mở lời câu nào, đã nghe thấy tiếng Hồ Tổng Quản cao giọng thông báo. Vương gia, Tử Kim Quang Đại Phu, Thượng Thư Tả Bộc Xạ, Ngụy Quốc Công Chu Quyết cầu quyện kiến. Sau đó, cánh cửa son từ từ được mở ra, Chu Quyết vận áo choàng đỏ tía đứng nơi đó. Hiên Viên Phù thoảng thốt,
So với lần gặp gỡ tại Lạc Kinh năm kia, Chu Quyết gầy đi trông thấy, đôi mắt hoa đào hõm sâu, xương gò má cũng nhô cao, ánh mắt hắn sáng rực dạo qua, lần khuất cả sát khí tới tận cùng đáy mắt. Chu Kỳ ngơ ngác chôn chân tại chỗ, gần như không thể nhúc nhích. Y chưa bao giờ nghĩ lần thứ hai gặp lại người nhà lại là tình cảnh thế này. Chu Quyết bước vào đại điện, cởi áo choàng ném cho tôi tớ theo sau. Bao gấm tím sập, phượng trì trường thụ, ngọc đái kim ngư. Bất giác Chu Kỳ nhận ra, nhị ca của hiện tại đã chẳng còn là cậu bé có thể quần nhau với y chỉ vì miếng bánh hải đường, hay là hoàn khố công tử thần thần bí bí kéo tay y ra khỏi học đường, lừa gạt dẫn y vào thanh lâu, và cả thanh niên tài tuấn tâm sự thâu đêm với y, lưu luyến nói lời tiễn biệt nơi trạm nghỉ nữa. Hắn đã là người của thế giới khác, ở cái thế giới không có những con người sống biết khóc biết cười, mà chỉ còn một đám rối lục đục đấu đá nhau không biết mệt mỏi. Mưu cơ sâu kín, tâm tư chĩu lòng, sát phạt quyết đoán, chẳng hề đắn đo. Chu Quyết từ tốn đứng đối diện Hiên Viên Phù, hận thù trong mắt cũng chút dần đi. Tĩnh Tây Vương, biệt lai vô dạng. Vọng Giang Nam, quyển hạ, chương 18, chỉ sợ đường lệ tàn. Hiên Viên Phù nhìn hắn một lúc lâu, sau mới chậm chạp cười. Ngụy Quốc Công, thằng cháu của bản vương kia cũng hào phóng quá ha. Cả hai cùng im lặng, chỉ đứng đó đối chọi nhau, hệt như hai con sói trên đồng hoang. Chu Kỳ trông thấy cảnh tượng này cũng không biết nên làm thế nào, thế là đánh bài chuồn. Nếu không có việc gì, bỉ nhân xin cáo lui trước. Chu Quyết không quay đầu nhìn, chỉ quăng lại một câu: ngươi về phòng chờ, nửa canh giờ nữa ta qua tìm. Không có tiếng đáp trả, chỉ có Chu Kỳ lập tức đi ra ngoài điện. Đến cửa y còn lạnh lùng liếc Hiên Viên Phù một cái, bắn cho gã ánh mắt báo động. Miệng lưỡi đắng ngắt, vậy mà vẫn phải cố nặn ra miệng cười. Hiên Viên Phù ra lệnh: còn không mau dọn chỗ dâng trà cho Ngụy Quốc Công. Vừa uống trà vừa lạnh lùng nhìn gã, Chu Quyết trầm giọng mở đầu: mục đích hạ quan tới đây chắc vương gia cũng rõ mười mươi. Hiên Viên Phù tỉnh queo đáp: vậy ư? Ngụy Quốc Công không nói sao bản vương biết được? Chu Quyết mất hứng xua tay: ta không muốn vòng vo vô ích với vương gia, không bằng chúng ta cứ vào thẳng vấn đề. Lần này ta tới đây nhất định phải mang Phượng Nghi trở về. Gã ung dung vuốt ve đường viền ống tay áo, bâng cua bảo: Chu công tử là khách quý của Tĩnh Vương phủ, đi lại vốn đã tự do, nếu y muốn đi, bản vương muốn giữ cũng không được. Nói tới đây gã im lặng một chốc, sau rồi gã nhìn Chu Quyết sâu kín hỏi: nhưng nếu y không muốn đi, xin hỏi Chu đại nhân có lập trường nào muốn ép buộc y về? Chu Quyết nện mạnh chiếc chén phỉ thúy xuống mặt bàn, mặt gỗ đàn hương hồng đào cũng bị vạch ra một vết xước. Bằng vào ta là huynh trưởng của nó. Tiếng hắn không cao, nhưng chữ nào chữ nấy cũng rõ ràng rành mạch, dù âm điệu phương Nam nhẹ nhàng cũng chẳng mảy may cản trở khí thế trong đó. Gã cười hỏi ngược lại: vậy nên người huynh trưởng này mới đẩy y một thân một mình vào Lũng Tây làm mật thám, mười mấy năm sau cũng không hỏi han sự sống chết của y. Y giả chết 10 năm rồi lại từ Tây thục lộn trở về Lũng Tây cầu bản vương xuất binh tương trợ, lúc ấy các ngươi cũng không thăm không hỏi, quả là huynh đệ tình thâm, bản vương mở mang tầm mắt. Giọng điệu châm chọc kia vào tai Chu Quyết hệt như lưỡi đao sắc lẻm, từng câu từng tiếng đâm chọc thẳng vào tâm can. Hắn hít thật sâu, quay ra nhìn màn tuyết tung bay bên ngoài ô cửa, thì thào tự nhủ: lúc đó Phượng Nghi tuổi trẻ ngông cuồng, toàn tâm toàn ý muốn kiến công lập nghiệp, không chịu yên phận ở Giang Nam, lúc nào cũng chăm chăm muốn vào kinh thi cử, mà tình thế trong kinh khi ấy lại phức tạp khôn cùng, chỉ đạp sai một bước cũng có thể tan xương nát thịt.
Ta vốn đã là không muốn nó bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt đó, nên tìm cơ hội đẩy nó tới lũng Tây. Cũng nào có cầu nó kiến công lập nghiệp, chỉ cần nó sống bình an vài năm rồi quay về Lạc Kinh là được, cũng coi như tiện thể vớt phát ít lịch duyệt làm vốn. Sau này con đường làm quan cũng bằng phẳng hơn. Gác hắn cười khổ, nào biết đâu đồ ngu giang ước kia lại làm ra sự tình ở Yên Chi Sơn vậy. Nghe tới đây, đột nhiên Hiên Viên Phù cắt lời hắn. Việc này bản vương cũng thấy kỳ quái, nội tình trong đó ta thấy Chu đại nhân hẳn rõ nhất. Mắt Chu Quyết chợt nhoáng lên, rồi sắc mặt lại ảm đạm xuống. Có lẽ vương gia cũng nghe được trong Đông Cung có tay chân của Đột Quyết từ lâu rồi mà. Gã cười khẩy, đã bảo nói thẳng thì cứ thẳng thắn, che che lấp lấp làm gì. Những việc vụn vặt trong triều này bản vương cũng chẳng có hứng thú quan tâm, chẳng qua là nó lại dám múa rìu trên đầu vương gia ta. Chu Quyết nhắm hai mắt. Lúc đó Đông Cung lệnh cho Giang Ước là phải ổn định được tình hình lũng Tây, nhất nhất không được loạn. Nhưng đến tay Giang Ước thì hắn lại không tiếc giá cả đáp ứng điều kiện của Tả Hiền Vương, cho dù náo động cả lũng Tây cũng chẳng màng. Lòng dạ Hiên Viên Phù cũng hỗn tạp. Lần trước Chu Kỳ nói với gã về Tần Ương, có lẽ bản thân y cũng thấu hiểu từ sớm. Lúc kia nhầm lẫn nhất thời mà phá hỏng theo cả cuộc đời y và gã. Nếu không có sự tình ở tại Yên Chi Sơn, có lẽ Chu Kỳ đã trở lại Lạc Kinh hay Giang Nam từ lâu, rồi thành gia lập nghiệp, rồi đoàn viên mỹ mãn. Còn gã có lẽ cũng không buông xuống nỗi nhớ nhung. Còn gã có lẽ cũng buông xuống nỗi nhớ nhung dai dẳng này, dâng phi lập tử. Có lẽ cả hai sẽ trở thành đôi bạn già lâu năm. Có lẽ trong những phong thư của y cũng sẽ có một phong cho gã. Nghĩ tới đây, đột nhiên gã lại mỉm cười. Lần sau tới Lạc Kinh, bản vương thật muốn đi bái tế Tần đại nhân một lần, cảm ơn hắn đã xe tơ cho mối nhân duyên nửa đời của bản vương. Ngươi! Nghe thấy vậy, Chu Quyết lạnh tái mặt. Vương gia đã rõ đầu cua, tất cả đều là hiểu nhầm, vậy sao còn không chịu thả người? Hiên Viên Phù nghiêm nghị đáp, trước kia quả thật bản vương có lỗi với Phượng Nghi, giờ nghĩ lại cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình. Bản vương cũng hối hận không thôi, nhưng hiểu nhầm y, lăng nhục y, có thể đó là hiểu nhầm thật, nhưng tấm lòng bản vương dành cho y thì là chân chân thiết thiết. Chu Quyết cười mát, cái sự chân thành của ngươi khiến nó dù phải giả chết cũng nhất quyết đào tẩu đó hả? Hiên Viên Phù cũng không chịu thua kém, dù giả chết nhưng y cũng có quay lại Lạc Kinh hay Giang Nam đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn về bên bản vương đó sao? Bị chọt đúng chỗ đau, mặt Chu Quyết cũng tái đi mấy phần, nghiến răng nghiến lợi mà rằng, là nhờ cả vào vương gia tìm đủ mọi cách nhục mạ nó mà. Thằng bé Phượng Nghi kia từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, mắt không tạp trần, đầu óc lại hay nghĩ loanh quanh, vậy mà chuyện kia còn bị vương gia cho toàn thiên hạ biết, ngay cả đám thầu viên kia cũng rõ ràng, nó còn mặt mũi nào mà về Giang Nam? Gã không đáp mà chỉ hớp một ngụm trà hỏi, dạo này Mịch La Xích Tâm thế nào? Lời dù chưa hết, ngụ ý thì rành rành ra đấy. Từ trước tới giờ, mối quan hệ giữa gã và Mịch La Xích Tâm vốn đã thân thiết. Lần trước thổ phiên xuất binh tương trợ cũng có phân nửa là công lao của gã. Chu Quyết gần như tuyệt vọng, nói năng cũng không tránh khỏi cay nghiệt hơn. Không ngờ vương gia lại vô liêm sỉ tới nhường này, trách sao Đoạn Tử tuyệt tôn thành trò cười cho thiên hạ. Bất quá, ngay cả khi mọi chuyện đi được tới nước này, dù vương gia ngươi có thâm tình hơn nữa thì Phượng Nghi có nguyện ý ở lại hay không, ngươi cũng không chắc phải không? Gã im lặng không đáp, để rồi thật lâu sau mới mệt mỏi rằng, kỳ thật, e là ngay từ đầu Ngụy Quốc Công đã tìm lầm người rồi.
Mọi sự giữa ta và Phượng Nghi căn bản đã không còn do bản vương làm chủ nữa. Nửa đêm về khuya, ánh nến bập bùng. Tuy rằng có kiệu nâng đi, nhưng ngựa xe đường dài cũng khiến Chu Quyết mệt lử khôn tả, lại thêm tâm tư tích tụ mà đôi mắt cũng ảm đạm đi nhiều. Chu Kỳ rót thêm trà vào chén cho hắn, nhất thời cũng không nên mở đầu từ đâu. Lúc đó vây cánh Đông Cung chưa lớn, không thể lập tức đi cứu ngươi là nhị ca không đúng. Giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, bệ hạ cũng đã nhận lời, cho dù đắc tội với Tĩnh Tây Vương cũng phải mang ngươi về. Dọn dẹp đi, sớm theo nhị ca về, nhanh ra thì có thể kịp giao thừa. Nội tâm y không oán giận là không thể, vậy mà trông thấy dáng vẻ tiêu tụy của Chu Quyết rồi thì bao giận hờn năm xưa đều tan biến, tất thảy đều hóa thành nỗi buồn nhớ quê nhà ra giết. Ẩn tình trước kia đệ hiểu, thiên mệnh đã là thế, nhị ca không cần áy náy. Chu Quyết nhìn y yếu ớt cười, bị hiểu nhầm nhiều năm như vậy, cũng chịu bao nhiêu khổ mạng mấy năm qua, người vẫn có thể buông xuống được, quả nhiên đã trưởng thành rồi. Y trầm ngâm nói, mấy năm nay rốt cuộc đệ cũng thấu hiểu một đạo lý, những gì nên là của ngươi thì là của ngươi, không phải cứ cố gò ép là có tác dụng. Mọi chuyện đệ gặp phải ở Lũng Tây cũng đều xuất phát từ số phận, không liên quan tới người ngoài. Mối liên kết giữa đệ và Hiên Viên Phù có lẽ từ ngày đầu tiên đệ đặt chân vào Lũng Tây đã được định đoạt rồi. Chu Quyết nhíu mày, Phượng Nghi, dù sao đại ca cũng để lại con nối dõi. Long Dương Đoạn Tụ tuy có kinh thế hãi tục thật, nhưng triều đại nào mà chẳng có, ta sẽ không phản đối. Cái chính là mọi chuyện xảy ra giữa ngươi và Tĩnh Tây Vương, thật sự nhị ca không thể yên tâm. Chu Kỳ tha thiết, là lúc trước đệ đáp ứng ở lại với gã nửa năm, đến 18 tháng chạp mới thôi, chờ đến ngày ấy là đi hay ở, nhất định đệ sẽ cho nhị ca hay. Chu Quyết nheo mắt, bí ẩn mà rằng, là đi hay ở à, Tĩnh Tây Vương chiếm phần thắng không nhỏ ha. Chương 19. Sao thấu đằng đẵng biệt ly. Cuối cùng thì Chu Quyết cứ thế yên tâm thoải mái ở lại Tĩnh Vương Phủ, rất có xu thế tuyệt đối không về kinh một mình. Ngày nào cũng lôi kéo Chu Kỳ đi ẩm trà buôn dưa, thưởng tuyết nghe đàn, khiến Hiên Viên Phủ bực bội chết thôi mà không làm sao cho được. Cho tới tận hôm nay, nhân lúc Chu Quyết ngủ trưa, gã mới có cơ hội kéo Chu Kỳ sang một bên hỏi han. Nhị ca ngươi... Chu Kỳ như cười lại như không bảo. Ta nhận lời vương gia ở lại Lương Châu nửa năm, giờ còn kéo thêm được cả một người, tính ra vương gia lãi lắm nhé. Hiên Viên Phù nhẫn nhịn mà rằng, Ngụy Quốc Công là giường cột của triều đình, công việc bề bộn, sao bản vương có thể vì tấm lòng hiếu khách của bản thân mà giữ hắn ở lại Lương Châu được chứ? Nhỡ chậm trễ đại sự xã tắc thì sao đây? Chu Kỳ nói, cũng có phải trong triều chỉ có mình nhị ca đâu, hắn mới từ chiến trường trở về, bệ hạ thương huynh ấy chinh chiến vất vả nên đặc biệt cho nghỉ ngơi mấy tháng. Qua Lũng Tây đoàn tụ anh em đó, đây là hoàng ân mà, ân huệ hiếm hoi này đâu phải lúc nào cũng có, sao chúng ta có thể phụ lòng tốt của thánh thượng được chứ? Trong thâm tâm Hiên Viên Phù mắng nhiếc hoàng thượng lên bờ xuống ruộng, vậy mà mặt mũi vẫn cứ phải cười cười. Đã là ý của thánh thượng, cũng không ảnh hưởng triều cục thì bản vương yên tâm rồi. Vì thế mà quân dân Lương Châu mấy ngày nay thường may mắn bắt gặp cảnh tượng xe ngựa của Tĩnh Tây Vương bắt đầu ra vào liên tục, nơi đến thì phong phú vô cùng, có nơi phong nhã, cũng có khi là kỳ sơn dị thủy tử quán trà lâu, thậm chí có khi còn là xóm trăng hoa. Sắc mặt Hiên Viên Phù thì mỗi ngày một khó coi, lại ngại tình cảm lẫn thể diện cho Chu Kỳ mà chỉ biết ôm cả rổ tức vào bụng, gồng mình tự chịu. Mấy ngày liền làm đám hạ nhân trong Tĩnh Tây Vương Phủ cũng nơm nớp bất an theo, hệt như bước lên một lớp băng mỏng.
16 tháng chạp đã là ngày thứ 10 Chu Quyết ở lại Lũng Tây. Chu Quyết đứng đón gió trên tòa bảo tháp ở Liên Hoa Sơn, tay cầm chén rượu, bâng quơ hỏi: "Ngươi đã quyết định theo ta về hay chưa?" Chu Kỳ cũng dựa người vào lan can, không đáp. Chu Quyết liếc nhìn y, vẻ nghiêm túc: "Ngay từ nhỏ, ngươi đã có tật xấu là hành sự lúc nào cũng lo đầu lo đuôi. Muốn đoạn tuyệt thì phải đoạn tuyệt, muốn lưu lại thì lưu lại. Đã tới nước này rồi, ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ngươi còn do dự điều gì?" "Đệ..." Y mấp máy muốn nói rồi lại vì gì đó mà thôi. Trượt ra tiếng thở dài, Chu Quyết kéo bờ vai y, chỉ ngón tay về phương xa. "Hướng kia, thấy không? Biết đó là đâu không?" Y nheo mắt nhìn, nghĩ nghĩ, Lạc Kinh. Chu Quyết gật đầu. Trường An cũng ở hướng đó. Trước khi đăng cơ, bệ hạ đã từng nghĩ sẽ rời đô tới Trường An. Lần này cũng là để ta đi thám thính. Kỳ thật con người ta làm gì có lúc nghỉ ngơi nào, đều là công vụ cả. Đến Lương Châu cũng là tiện đường ghé thăm ngươi, nếu có thể thì đón ngươi trở về. Y không nói, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn chén phỉ thúy trong tay. Thấy y chần chừ không dứt khoát, Chu Quyết tiếp tục nói: "Nếu rời đâu thật thì 8-9 phần tương lai chúng ta cũng phải dọn nhà tới Trường An. Địa điểm thì ta đã chấm được một chỗ, tất nhiên là sẽ có một gian cho ngươi. Trường An cách Lương Châu không xa, ngựa khỏe dồn roi cũng chỉ mấy ngày là tới. Dù ngươi chọn lựa thế nào, nhớ thường về thăm nhà đoàn tụ là được." Chu Kỳ cảm động, rốt cuộc cũng thì thào: "Mối quan hệ giữa đệ và Hiên Viên Phù chắc nhị ca cũng đã nghe phong phanh. Nam tử tương luyến đi trái đạo lý luân thường đã đành. Trước kia gã vũ nhục đệ, nếu đệ mà còn ở cạnh gã..." Đến đây thì y ngừng không nói nữa. Chu Quyết lại dẫn rõ ẩn ý của y: "Nam tử khuất phục dưới thân người khác đã là vô cùng đáng khinh, vậy mà còn là kẻ thù, lại càng khiến người ta thấy hèn hạ hơn." Chu Quyết cười: "Bản thân ngươi nghĩ thế nào? Ngươi cũng thấy vậy là thấp hèn ư?" Y do dự, lắc đầu: "Đệ tự nhận là do bản thân mình gây nên, cúi ngửa không thẹn." "Vậy chẳng phải xong rồi sao?" Chu Quyết cả giận mắng: "Sớm biết thế này, ngày xưa ta không cho ngươi đọc lắm sách vở làm chi, đọc lắm mụ cả đầu, tư tưởng cổ hủ cố chấp đến thế là cùng. Những chuyện xấu xa đâm đặt hiện tại chẳng qua là tiểu nhân công kích nhất thời, mấy năm nữa chẳng phải đều hóa thành mây tan, còn liên quan gì đến chúng nữa. Mà chính ngươi cứ canh cánh trong lòng có thoải mái được không? Chẳng phải thế càng khiến chúng hả hê sao? Lâu ra thì ngươi sống được 100 năm, sau đo lắm thứ, hao phí thời gian, cuối cùng vẫn là bản thân hối hận, kẻ khác mừng vui." Y nghĩ nghĩ, nói: "Đạo lý huynh nói, đệ hiểu cả. Ánh mắt người đời không phải đệ chưa từng thấy. Nếu tình ý tương thông, núi đao biển lửa cũng có là gì." Chu Quyết nhíu mày: "Tâm ý của Tĩnh Tây Vương kia với ngươi, ta thấy cũng không phải giả." Y cười khổ: "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, thân còn trên lư sơn mà lòng đã mơ hồ." Xì ra một tiếng cười, Chu Quyết nâng chén rượu, một hơi nốc cạn. Chu Kỳ nhìn hắn: "Thấy đệ đau nhức đầu óc, tiến thoái lưỡng nan, mắc cười lắm ư?" Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu y, Chu Quyết nhẹ nhàng bảo: "Ngươi khó xử vậy, chứng tỏ ngươi cũng nào có thờ ơ. Vậy đi, nhị ca hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời." Y gật đầu. Chu Quyết trầm ngâm, từ tốn nói: "Thứ nhất, môn hạ thị trung Triệu Tử Hy có một cô cháu họ Sa, năm nay tròn 28. Gia thế tài mạo đều môn đăng hộ đối với ngươi, ca ca không, đại ca không còn, trường huynh như cha, ta sẽ làm chủ cho mối hôn sự này, được chứ?" Sắc mặt y đột nhiên trắng nhợt như giấy, đôi môi mấp máy không thành lời. Chu Quyết giơ ngón tay thứ hai, thong thả tiếp tục: "Thứ hai, Trung Thư tỉnh đã lập sẵn kế hoạch.
Tĩnh Tây Vương Hiên Viên Phù không còn nối dõi. Sau khi gã qua đời, triều đình quyết định thu hồi đất phong, thiết lập thành hộ phủ, không phong cho người khác. Xong mấy ngày trước gã có gửi một phong thư cho ta, nói rằng ngươi đi hay ở, gã cũng muốn nhận hoàng trường tử do Chu Phi Sở Sinh làm tử. Làm thế tử, Chu Quyết không nói tiếp, hắn chăm chú nhìn Chu Kỳ, chỉ thấy đôi mắt y lập lòe, tầm mắt nhìn ra phía sông ngòi xa xa, con người không nhúc nhích, hệt như một pho tượng Phật. Chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc y cũng ngẩng đầu, nhoẻn cười nhẹ bẫng. Đệ biết rồi, cảm ơn nhị ca. Đôi mắt hoa đào trong veo lấp lánh, thần sắc sáng láng, Chu Quyết bỗng yên lòng, rồi lại giả bộ thở dài. Trai lớn khó giữ, giữ đến giữ đi lại kết thù oán. Cả khuôn mặt y đỏ hồng cả, lại làm ra vẻ không nghe thấy. Chu Quyết lại bảo, hai chuyện kia ta sẽ giúp ngươi thoái thác, nhưng phải nhớ cho kỹ, độc thân ở Lũng Tây chớ có để cho người ta bắt nạt. Người Chu gia ta không làm ăn lỗ vốn, nếu ta bắt được tin tức nào nói ngươi lấy lệ rửa mặt thì đừng trách ta đuổi cùng giết tận đến Lương Châu. Lòng dạ y cũng lúc động khôn nguôi, lưu luyến giận dò. Nhị ca cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, dù sao thì chinh chiến cũng hao tổn tinh lực, ta thấy dạo này khí sắc huynh kém hơn rồi. Ngày thường dáng nghỉ ngơi đầy đủ, tầm bổ, Lương Châu đây có ít thiên sơn tuyết liên, quay về để đệ chuẩn bị cho nhị ca mang theo. Chu Quyết đầy vẻ hài hước chọc y. Nhị ca ngươi còn khỏe chán, chưa cần phải đại bổ. Nói về chinh chiến vất vả thì Tĩnh Tây Vương còn xếp trên ta kìa, tuổi cũng cao hơn, sợ là gã mới cần dùng hơn đấy. Nước Phù Sa không chảy ruộng người, thiên sơn tuyết liên này ngươi cứ giữ lại cho gã dùng dần đi. Thấy Chu Quyết lại bắt đầu không đứng đắn, y cũng bó tay theo. Cũng khỏi cần rụt rè chi nữa, nói chuyện trở nên tùy ý hơn. Nhị ca quyền thế khuynh đảo chiếu giã, phong lưu thiên hạ, sao lại để ý mấy thứ thuốc bổ này, là đệ quá lo lắng rồi. Chi bằng thế này mấy tháng nữa đệ quay về Lạc Kinh ăn Tết, dẫn theo vài hồ cơ mỹ nữ thiếu kính hiếu kính nhị ca. Nhị ca thấy thế có được không? Thấy y nói muốn về nhà ăn Tết, mắt Chu Quyết sáng ngời cười bảo, ngươi đã có tâm ý, nhị ca cũng xin miễn cho. Hai người đối diện nhau bật cười ha hả, chất chứa cả nỗi niềm xúc động không thôi. Chu Quyết nhẹ giọng nói, ta dừng chân tại đây cũng đủ lâu rồi, định sáng sớm mai sẽ trở về. Phượng Nghi ở lại đây phải sống thật tốt, nhị ca đợi các ngươi về đoàn viên. Đôi mắt y hoe đỏ, lặng lẽ gật đầu. Vọng Giang Nam, chương 20, năm tháng mãi liền tay. Hiên Viên Phù nâng chén rượu, nội tâm vừa lo vừa sợ không yên. Từ nhỏ gã đã hành sự ngang ngược, có lúc nào mà không quyết đoán. Ngay cả khi ở bên Chu Kỳ, dù cả trước kia hay sau này đều chiếm chủ động phần hơn. Vậy mà hôm nay phải đợi chờ người khác quyết định vận mệnh của mình, với gã có lẽ là lần đầu tiên. Thứ cảm giác này thật khó tả, như đắng lại như ngọt ngào. Khi thì cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng như lòng bàn tay, lúc lại thấy xa xăm vô hạn, cùng trời cuối đất. Gã biết Chu Kỳ đang đứng ở nơi nào chờ gã, nơi đó có thể là hy vọng, cũng có thể là đường cùng. Phương Đông dần dạng, 18 tháng chạp, đến hẹn đã lên. Hồ Tổng Quản loanh quanh bên ngoài cánh cửa Diên Ninh Điện, cuối cùng cũng không nhẫn nại mà cất giọng gọi, vương gia. Lần sau vẫn không có tiếng người trả lời, Hồ Tổng Quản nơm nớp bất an, vừa trực đẩy cửa đi vào thì cánh cửa chậm rãi mở ra. Hiên Viên Phù sừng sững bên cửa đón nắng mai, hai bên lông mày nhíu chặt, trên gương mặt là vẻ khó lường bất phân. Vương gia. Hồ Tổng Quản khom người hành lễ, lại khẽ gọi một tiếng. Dương mắt nhìn sắc trời sương mù làng bảng,
Gã hỏi: "Chu đại nhân đang làm gì?" Hồ Tổng Quản sững người: "Chu đại nhân nào?" Hiên Viên Phù bắn cho hắn ánh mắt vô dụng. Hồ Tổng Quản mới kịp thời phản ứng, vội vàng sợ sệt báo cáo: "Chu đại nhân đang thu dọn hành trang, hình như hôm nay sẽ đi, còn Chu công tử..." Hai hàng lông mày gã nhướn lên: "Thì sao?" "Theo nô tài thấy thì hình như Chu công tử cũng đang thu dọn, chỉ không biết là giúp đỡ hay cũng muốn xuất hành." Thở dài một tiếng, gã bảo: "Chuyện gì phải tới, có trốn cũng không thoát. Qua Hoàng Hoa Biệt Uyển." Còn chưa tới Hoàng Hoa Biệt Uyển đã thấy đoàn nhân mã của Chu Quyết tập kết bên ngoài chờ đợi. Lòng dạ gã chợt thấy phiền muộn khôn cùng. Đoán chừng hai người họ Chu đang nói lời tạm biệt hoặc đang cùng chuẩn bị, gã cũng không dứt khoát không vào. Gã cũng dứt khoát không vào, kiên nhẫn chờ bên ngoài. Qua nửa canh giờ, Chu Quyết mới ung dung đi ra. Chu Kỳ đi sau hắn, dáng vẻ lơ đãng. Chu Quyết vẫn bận bộ triều phục rườm rà quý phái khi đi đến, còn Chu Kỳ lại khoác một thân y phục hoa lệ. Chỉ thấy đầu y đội quan ngọc, thân lụa vân, tay quạt lụa, khóe môi khẽ cong, đáy mắt mang ý cười. Tầm mắt y chạm tầm mắt gã, nhoẻn cười, ba phần của thoải mái, ba phần của hối tiếc, bốn phần của quyến luyến. Tâm can gã chợt nguội lạnh, chớp mắt cái, ba hồn bảy vía đều bay vút đi đâu, chỉ để lại lục phủ ngũ tạng không thể rời, chẳng thể xa. Làm gã như nhớ lại ngày đó, ngày nhận được tin Chu Kỳ chết, bàng hoàng thất thố, mờ mịt ngẩn ngơ. Vương gia, hạ quan quấy rầy vương gia lâu ngày, trong triều còn vài công vụ cần giải quyết, xin cáo từ. Chu Quyết đứng trước mặt gã, cười đến châm chọc, hệt như hồ ly vừa thực hiện được gian kế. Hiên Viên Phù liếm liếm bờ môi khô nứt, nặn ra tiếng cười: "Sao lại nói là quấy rầy? Chu đại nhân khống chế lương châu hoang vu, vương phủ quê mùa, trọ lại mấy ngày đã là niềm vinh hạnh của bản vương." Chu Kỳ đứng phía sau Chu Quyết, dù không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại như mất kiên nhẫn, chừng như mong muốn đoàn xe mau lên đường. Hiên Viên Phù cúi đầu, trầm ngâm một lúc rồi bỗng ngẩng đầu, cười nói: "Bản vương tiễn các người gia đình nghỉ chân." Chu Quyết liếc nhìn Chu Kỳ: "Ý tốt của vương gia, hạ quan cung kính không bằng tuân lệnh." Nếu sự đời như con đường quanh co khúc khuỷu, thì năm tháng như trạm nghỉ ngắn dài. Đang là tiết rét đậm, hoa cỏ điêu linh, gió bắc quần quật, con đường dưới nắng vàng yếu ớt càng tăng thêm vài phần tiêu điều xác xơ. Hiên Viên Phù nhìn Chu Quyết: "Bản vương có thể nói đôi câu với Phượng Nghi không?" "Tất nhiên." Chu Quyết quay ra nhìn Chu Kỳ: "Ta lên kiệu trước." Thấy Chu Kỳ gật đầu đáp ứng, hắn liền xoay người đi. Hiên Viên Phù cảm khái cười: "Không ngờ cũng có ngày này." Chu Kỳ ngắm nghía quạt lụa trong tay: "Vương gia quả là người giữ chữ tín." Lời nên nói cũng đã nói, nhất thời Hiên Viên Phù cũng nghẹn giọng, lại là một quãng yên lặng đầy rối bời. Rồi đột nhiên y giơ tay vuốt nhẹ lên hai bên tóc mai điểm xương của gã: "Sau này vương gia bớt lao lực vất vả đi, cũng ít dồn nén tâm sự đi." Ống tay áo y dán lên gò má gã, lụa tô châu vào đông càng thêm lạnh lẽo. Gã cởi áo khoác trên người xuống, choàng lên người y. Người vốn sợ lạnh, tiết đông tháng chạp, một đường đông tiến dù ngồi trong kiệu ấm cũng đừng cậy mạnh, mặc dày một chút. Y vẫn không để ý, tiếp tục nói: "Ta vẫn thường nghĩ, nếu không có chuyện xảy ra ở Yên Chi Sơn, ta và vương gia sẽ thế nào?" Gã sững lại, làm ra vẻ tự nhiên phóng khoáng: "Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo. Ngươi đã quyết trở về, việc quá khứ coi như chưa từng phát sinh, cũng không cần nhắc lại nữa." Y cúi đầu: "Nếu vương gia đến Giang Nam, trên dưới Chu gia ta nhất định sẽ quyết thềm tiếp đón." Thấy gã im lặng không nói, y lại hỏi:
Tương giao đã lâu mà ta vẫn không biết tên tự của vương gia. Gã nhẹ đã nói, Du Mại. Chú thích, Du Mại có nghĩa là bước qua. Y lẩm bẩm đọc thầm, ưu sầu lòng ta, tháng ngày trôi qua như mây tan gió thoảng, điển cố tần thệ, ý nghĩa lắm. Cài nút áo cho y, gã lưu luyến. Khi dứt mà không dứt, ắt chịu hậu hoạn, bản vương cũng chưa đến mức đuổi cùng giết tận, đường xa trời rộng. Ngươi... Tựa chừng như gã nghẹn lời, ngươi vạn lần bảo trọng. Nghe bốn chữ này, cả hai đều như hoảng hốt, gã thầm than thở. Quả là có chiều lòng y thế nào, thì chung quy 10 năm vướng mắc vẫn chẳng thể tiêu tan. Cõi lòng cũng lạnh như tuyết giá, rồi lại thấy Chu Kỳ khép hai vạt áo, trên mặt cũng nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó là thấy y đột nhiên gật đầu, phất tay về phía trước, gã xoay người, thì thấy đoàn xe của Chu Quyết đã từ từ lăn bánh, tấm màn kiệu được vén lên, Chu Quyết bùi ngùi vọng lại. Vương gia chiêu gọi hiền tài, lấy đức phục nhân, gia đệ ngưỡng mộ vương gia nhân nghĩa võ đức đã lâu, nay quyết tâm ở lại Lũng Tây góp sức vì vương gia, hy vọng vương gia không chê, quan tâm y nhiều hơn. Nói rồi quay ra dặn dò Chu Kỳ, nếu Tết mà không thấy mặt ngươi, dù có trói ta cũng trói người về. Chu Kỳ cười đáp với theo, tể tướng ra lệnh, hạ quan không dám không theo. Xe ngựa dần dần khuất bóng, chỉ để lại một hàng cát bụi mịt mù và vết bánh xe kéo dài nhợt nhạt. Hiên Viên Phù sực hoàn hồn, kinh ngạc đến tột độ nhìn y. Ngươi lừa bản vương! Rốt cuộc Chu Kỳ cũng không nín được bật cười ra tiếng. Vương gia tự ngẫm lại xem, vừa rồi Chu Kỳ có lời nào lừa gạt ngài? Đột nhiên cả người gã loạng choạng gần như sụp đổ, vịn vội lấy bờ vai y. Chu Kỳ hoảng hốt, vương gia! Hiên Viên Phù lắc đầu cười khổ, cả bó tuổi rồi không chịu nổi kinh hoàng. Nếu hôm nay bộ xương già cỗi của bản vương mà bị ngươi giằng co nữa, có khi cái mạng này cũng đứt luôn. Chu Kỳ đỡ lấy gã, lòng chua xót, ngoài miệng vẫn cứ cố móc máy. Tai họa lưu ngàn năm, vương gia lại còn là quỷ sứ trần thế, theo ta thấy chỉ sợ cũng sống dai trường cửu như pho tượng Bồ Tát trong miếu kia. Gã đứng thẳng người, lại vẫn ngả vào người y, cũng giấu nhẹm đi nụ cười giả hoạt. Trước kia với bản vương 10 năm, 20 năm hay 100 năm cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, nhưng giờ mỹ nhân đã ôm trong ngực, chết vớ vẩn như thế thì thật đáng tiếc quá. Hai người cách nhau thật gần, ngay cả hít thở cũng trộn lẫn cả hơi thở của đối phương. Chu Kỳ thoáng do dự, vươn tay ôm lấy gã, ghé vào tay gã thầm thì, lần này ta đã hiểu được một đạo lý. Gì? Nếu đã không buông xuống được, vậy thì thà cầm hẳn lên. Trên đời có rất nhiều thứ quá nặng mà một người không thể gánh vác nổi. Trước kia ta không hiểu, lúc nào cũng thích bo bo xính cường, kết quả là té ngã, bản thân cũng thảm hại hết nổi. Y cười cười như đang hoài niệm. Gã ngẩn người, đan cài 10 ngón tay với y. Có khốn có khó, bản vương nâng giúp ngươi. So với y, tay gã dày rộng hơn, cũng thô ráp hơn, nhưng ấm áp và thật mạnh mẽ. Chu Kỳ nhoẻn cười, mấy ngày nữa vương gia theo ta về Giang Nam đi. Hoàn Chính Văn.